Em xin tự giới thiệu là em tên là Hùng ạ, sinh năm 1996, đến từ Trương Mỹ ạ. Trương Mỹ, là cũng cùng gần khu anh chị trẻ. Bạn nào chưa đi chơi lâu chưa? Em được chơi tầm được 3-4 năm rồi ạ. 3-4 năm. Chụp mấy cái cho nó làm ảnh hưởng. Tôi đi chơi từ năm 2003. Thế bây giờ 14 năm mà cuối cùng là gà cũng bằng gà. Có thể nói là tài không đợi tuổi ở chỗ đó. Vâng. Thế thì bây giờ cho mình hỏi mọi người thì là đang thấy bạn là hiện tại là cung rất chém được rất hay, nhưng mà nếu mà theo cái cá nhân của mình thì mình thích cung hơn hay là thích chém hơn? Hiện tại thì em đang thiên về chém hơn là cung. Vâng. Vâng, hôm nay có lẽ rất xin lỗi các bạn khi nó có một số câu chuyện mà nếu mà các bạn chưa tìm hiểu cái bộ môn này thì sẽ thấy là hơi khó hiểu, nhưng mà cũng là một cái dịp ít khi chúng ta được giao lưu cùng với lại những cái gương mặt rất là trẻ. Thế thì một cái câu hỏi nhỏ nhỏ đấy là cái đối thủ nào mà bạn thấy khó chịu nhất khi đối mặt? Khó chịu. Cảm giác là mình sẽ Khó chịu là có thể là cái lối đánh của họ rất là khó chịu, có thể mình thắng được nhưng mà mình cảm giác gặp cái đối tượng này có vẻ như là không nên dây cùng ấy, kiểu thế. Vấn đề thì em thấy bình thường, đúng thế anh, khó chịu. Vâng, có thể nói là rất cứng, và các bạn thấy không, cái cứng như quả trứng kiểu như thế. Mà lên trên này bạn thấy có thế thế nào? Và bây giờ bạn sẽ chia sẻ cái mấy chàng trai kia đang tìm đập chân run, thực ra tim thì lúc nào phải đập chân thì đang hơi run tí xíu, cũng bình thường đúng không? Vâng, hơi lạnh tí, tại vì ở trên này chúng ta cao hơn họ khoảng nửa mét, không khí loạn. Thôi, một câu hỏi cuối cùng trước khi tạm biệt Chip Boy, đó là khi đánh đế chế bạn có hay nghe nhạc không? Nghe nhạc lúc nào chui cui tâm trạng không được vui lắm thì ngồi nghe nhạc, bình thường thì không hay được nghe. Vâng, đang mải nghe nhạc. Em của ngày hôm qua cái là đúng dần ra đi ngay, vâng, với đàn đàn 104. Và thôi, một tràng vỗ tay cho chàng trai của chúng ta có thể tự tin hơn. Vâng.